Để có những thành công như hiện tại, ít ai biết được rằng chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng từng có chặng đường khởi nghiệp vô cùng gian nan, đặc biệt là bị bố mẹ ngăn cấm, không cho bước chân tham gia vào làng giải trí. Quỳnh Châu sinh năm 1994 và có quê quán tại Lâm Đồng, nhưng cô sinh sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời còn đi học, Quỳnh Châu theo học trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản ở quận 12. Lúc lên đại học, chế Nguyễn Quỳnh Châu là sinh viên của trường Đại học Marketing thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Châu từng rất được các tạp chí dành cho tuổi teen săn đón cũng như liên tục xuất hiện trên các trang báo mạng dành cho học sinh sinh viên vào thời đi học của mình. Chế Nguyễn Quỳnh Châu hoạt động trong giới showbiz với nghệ danh là Quỳnh Châu, sở hữu chiều cao ấn tượng là 1m75 nên cô nàng khởi đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu cho chương trình Project Runway vào năm 2014. Cũng trong năm 2014, Quỳnh Châu còn thử sức với Việt Nam Next Top Model. Dù chỉ dừng chân tại top 9 chung cuộc, nhưng cô nàng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ vào gương mặt sáng cùng nụ cười tỏa nắng. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp lúc này còn nổi tiếng khi có mối tình sâu đậm với quán quân Việt Nam Next Top Model cùng năm đó là Quang Hùng. Chuyện tình của cả hai từng được chú ý và người hâm mộ ủng hộ một thời. Sang đến năm 2015, Quỳnh Châu tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào đến đêm chung kết. Kể từ đó, cô nàng liên tục xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn của thế giới, thể hiện được bản lĩnh người mẫu thế hệ mới. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Châu còn lấn sân sang diễn xuất và được chú ý qua các bộ phim Pha Lê Không Dễ Vỡ, Bố Già và đặc biệt là đảm nhận vai phụ trong phim Showdier, một dự án điện ảnh hợp tác giữa Nga và Việt Nam. Ngoài ra, cô nàng cũng đảm nhận vai trò MC cho các sự kiện long trọng. Mới đây, chế Nguyễn Quỳnh Châu còn gây chú ý khi tham gia vào bộ phim Mặt Trời Mùa Đông với vai diễn Thảo An, em gái nuôi của Minh Huy do Steven Nguyễn thủ vai. Không ăn diện lộng lẫy như những lần xuất hiện trên thảm đỏ, lần này Quỳnh Châu hoàn toàn lột xác để thể hiện hình ảnh gái quê sống trong gia đình nghèo khó. Nhân vật Thảo An được miêu tả là người có ý chí khi luôn cố gắng nỗ lực để bước chân vào nghề người mẫu mặc cho gia đình nhiều lần cấm cản. Vai diễn này giúp chế Nguyễn Quỳnh Châu nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Hàng loạt bình luận cho rằng nữ người mẫu hóa thân vào nhân vật rất chân thật, giống như đang tự tái diễn lại cuộc đời của chính mình. Trước những lời khen từ khán giả, chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết cô rất xúc động về hoàn cảnh của nhân vật Thảo An trong phim Mặt Trời Mùa Đông, bởi chính người đẹp cũng gặp nhiều khó khăn trên con đường theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Chế Nguyễn Quỳnh Châu tâm sự, Thảo An vô tình nhận ra niềm đam mê của mình là làm người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Khi đưa ước mơ về nói với gia đình thì bị phản bác, thậm chí còn bị ba đánh. Tôi hiểu được tâm lý của nhân vật vì cũng từng trải qua cái cảm giác đó, hiểu tâm lý của phụ huynh. Cái đánh của ba khi đó không phải đơn giản là ngăn cấm mà còn là sự lo lắng. Họ bây giờ cơm ăn áo mặc còn không lo đủ thì không dám cho con gái mình ước mơ được điều gì đó quá xa vời. Khi tôi thực hiện cảnh quay đó, tôi cũng rất xúc động, giống như là bản thân của mình ở đời thực. Khi tôi mong muốn hoạt động nghệ thuật, ba mẹ tôi cũng ngăn cản, sợ công việc này không ổn định, không tạo cho mình nguồn thu nhập tốt để trang trải cuộc sống. Vốn là gương mặt mới làng giải trí thứ 7, Quỳnh Châu đã nỗ lực rèn luyện thêm kỹ năng diễn xuất. Cô cũng gặp phải một số áp lực trước những cảnh quay nặng tâm lý. Cảnh quay vừa khó vừa dễ với tôi chính là cảnh diễn cùng anh Steven Nguyễn. Thảo An gặp luân phiên giữa Minh Hoàng và Minh Huy. Rõ ràng anh mình nhưng không thể nhận được. Tôi ở ngoài là con cả, không có anh, không có chị nên không hiểu được cảm giác anh mình mất đi và xuất hiện. Tất cả cảm xúc khiến tôi rối bời. Có thể thấy, kể từ sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, người đẹp Lâm Đồng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện lớn nhỏ, trong đó có nhiều thương hiệu đình đám như Dior, YSL. Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ trong thời gian tới, cô sẽ tiếp tục hoạt động ở vai trò MC, diễn viên, đặc biệt Á hậu sinh năm 1994 còn tham gia một chương trình truyền hình thực tế trong vai trò huấn luyện viên. Thành công sau cuộc thi, chế Nguyễn Quỳnh Châu bày tỏ sự biết ơn vì có thêm cơ hội xuất hiện, phủ sóng hình ảnh rộng rãi hơn. Người đẹp cũng thừa nhận thu nhập của mình cao hơn trước rất nhiều. Nhờ danh hiệu Á hậu tại Miss Grand Việt Nam 2022, cát xê của tôi tăng nhiều. Đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng trau dồi bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, công nhận cho hành trình cố gắng thì chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng nhận về không ít những bình luận tiêu cực cho rằng việc cô đạt được danh hiệu Á hậu 1 là do ưu ái. Trước sự việc này, nữ người mẫu không ngần ngại đáp trả, Châu cảm thấy mình không có gì sai nếu một người cố gắng hoàn thiện bản thân để theo đuổi ước mơ của mình. Vì vậy, khi bị đánh giá mình nghĩ đây là lời nhận xét không đúng và không nên lắng nghe. Có những người may mắn, cuộc đời lên hương chỉ sau 1-2 lần đi thi. Cũng có người lại vấp ngã tới cả 10-20 lần, nhưng họ vẫn lựa chọn ở lại và tiếp tục cố gắng. Vậy nên mình nghĩ khi dám theo đuổi ước mơ của bản thân, biết đâu nó sẽ trở thành động lực rồi mọi người sẽ thấy rằng chị Châu cũng thi rớt nhiều lần và chật vật vô cùng nhưng chị ấy vẫn cố gắng đi tiếp. Nếu chị Châu làm được thì mình cũng làm được. Vậy nên Quỳnh Châu hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng tới mọi người chứ không phải để bị mang ra đánh giá.